Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Little Sài Gòn News. Hôm nay, ngày 18 tháng 11, xin gửi tới quý vị những bản tin chính sau đây. Joe Biden nghiêng về Trung Quốc và tuyên bố không khuyến khích Đài Loan độc lập, nói Đài Loan phải tự quyết định. Tổng thống Trump, Ms. McConnell đang bận giải quyết giao dịch với Trung Quốc. Bằng chứng tố cáo FBI, Bộ Tư pháp Mỹ sử dụng công cụ chống khủng bố đối với các bậc phụ huynh và sau đây là những nội dung chi tiết. Quý vị thân mến, Tổng thống Joe Biden đã nói rõ vào tối thứ ba rằng ông không khuyến khích sự độc lập của Đài Loan. Ông Biden nói trên đường băng sân bay ở New Hampshire, "Tôi đã nói rằng họ phải tự quyết định, Đài Loan không phải chúng tôi, chúng tôi không khuyến khích sự độc lập." CNN đưa tin. "Chúng tôi khuyến khích rằng họ đã làm đúng những gì mà đạo luật Đài Loan đề ra." Ông tiếp tục đề cập đến luật năm 1979 quy định cách tiếp cận của Mỹ đối với hòn đảo đó là những gì chúng tôi đang làm, hãy để họ quyết định, chấm hết. Tổng thống Biden cho biết ông đã không đạt được nhiều tiến triển về chủ đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chúng tôi đã nói rất rõ rằng chúng tôi ủng hộ đạo luật Đài Loan và đó chính là như thế, ông nói. Ông tiếp tục, sự độc lập của họ, họ tự quyết định lấy. Đài Loan hiện là một chủ đề rất nhạy cảm trong mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Washington và Bắc Kinh. Căng thẳng đang gia tăng khi Trung Quốc tăng cường các chuyến bay quân đội và máy bay chiến đấu quanh hòn đảo tự trị. Đối với Trung Quốc, độc lập là một từ kích động khi nói đến Đài Loan. Về mặt hình thức, Mỹ không ủng hộ Đài Loan độc lập, nhưng Mỹ và các đồng minh cam kết hỗ trợ Đài Loan phòng thủ. Cách tiếp cận này được gọi là mơ hồ chiến lược và có thể diễn giải theo nhiều cấp độ khác nhau. Tháng trước, khi trả lời CNN, Tổng thống Biden đã cam kết bảo vệ Đài Loan nếu nước này bị Trung Quốc tấn công. Tuy vậy, tòa Bạch Ốc sau đó nhanh chóng cải chính lại rằng không có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách đối với Đài Loan. Trong cuộc hội đàm với ông Tập hôm ngày 15 tháng 11, Tổng thống Biden đã tái khẳng định chính sách một Trung Quốc của Hoa Kỳ, công nhận Bắc Kinh nhưng vẫn cho phép Hoa Kỳ giữ mối quan hệ quốc phòng với Đài Loan. Ông Biden cũng bày tỏ lo lắng rằng hành động của Trung Quốc đang gây mất ổn định khu vực. Ngay sau khi hội đàm kết thúc, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CTGN đã đưa tin rằng ông Biden khẳng định với ông Tập rằng Mỹ không ủng hộ Đài Loan độc lập. Tuy vậy, các quan chức Hoa Kỳ cho biết tuyên bố này đơn giản là phù hợp với chính sách chính thức lâu đời của Hoa Kỳ, Họ nói thêm, ông Biden đã nói rõ với ông Tập rằng Mỹ phản đối bất kỳ sự thay đổi nào đối với hiện trạng hoặc bất kỳ hành động nào phá hoại hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Sau hội nghị thượng đỉnh, các quan chức Mỹ và Trung Quốc có kế hoạch tăng cường can dự vào Đài Loan, theo lời cố vấn an ninh quốc gia Jack Sullivan. Tổng thống Trump, Mitch McConnell đang bận giải quyết giao dịch với Trung Quốc Thưa quý vị, cựu Tổng thống Trump bị theo dệt một câu chuyện của một tài khoản trong cuốn sách sắp được phát hành của ABC News. Jonathan Carr tuyên bố rằng Tổng thống Trump đã bỏ qua lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử lúc đó là Joe Biden vì lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell đã cố gắng ép buộc ông làm như vậy. Tuy nhiên, mới đây Tổng thống Trump đã công khai bác bỏ nhưng thông tin trên là bị đặt. Tuyên bố đầy đủ của Tổng thống Trump bác bỏ thông tin trên có nội dung. Kể từ ngày bầu cử, ngày 3 tháng 11, ngày tôi nhận ra rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị gian lận, tôi sẽ không bao giờ đồng ý đến lễ nhậm chức của Trump Quyết định này là của tôi và một mình tôi. Con quả cũ nát Miss McConnell không liên quan gì đến vấn đề đó, đây là điều tôi chưa từng nghe đến. Cuộc bầu cử đã bị gian lận, sự thật rõ ràng và Miss McConnell không làm gì cả, có lẽ ông ấy quá bận rộn với việc giải quyết các giao dịch với Trung Quốc cho vợ và gia đình. Người dẫn chương trình của ABC News Jonathan Karl tuyên bố trong cuốn sách của mình rằng lãnh đạo phe thiểu số của Đảng Cộng hòa Mitch McConnell đã cố gắng tìm kiếm sự ủng hộ cho một lá thư gửi cho tổng thống Trump trong nỗ lực thuyết phục tổng thống sắp mãn nhiệm tránh xa lễ nhậm chức vì lo ngại ông Trump sẽ gây rối. Đáng nhớ là ông Trump đã tổ chức một cuộc biểu tình của riêng mình vào ngày nhậm chức ở Florida thay vì tham dự các buổi lễ ở Washington DC. Hãng tin AP đưa tin vào thời điểm đó. Tổng thống Trump sẽ trở thành tổng thống thứ tư duy nhất trong lịch sử tẩy chay lễ nhậm chức của người kế nhiệm và mặc dù ông ấy đã nói rằng ông ấy hiện cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, sau nhiều tháng cố gắng ủy quyền cho chiến thắng của Biden với những cáo buộc vô căn cứ về dân luận cử tri hàng loạt và kích động những người ủng hộ ông ấy đã xông vào Điện Capitol, ông ấy đã nói rõ rằng ông ấy không quan tâm đến thực hiện một chương trình của nó ông ấy đã không mời các thiếu nữ đến nhà trắng để dự tiệc bánh mì truyền thống cũng như không nói chuyện với biden qua điện thoại phó tổng thống mike pence đã nói chuyện với người kế nhiệm của ông phó tổng thống đắc cử kamala harris đã gọi điện cho bà vào thứ năm để chúc mừng bà ấy đề nghị hỗ trợ theo hai người quen thuộc với cuộc gọi pence sẽ tham dự lễ nhậm chức của biden một động thái mà biden đã hoan nghênh Tổng thống Trump đã bác bỏ những cáo buộc khác mà Jonathan Carr đưa ra trong cuốn sách của mình, bao gồm cả tuyên bố của ông rằng ông Trump muốn thành lập một đảng chính trị thứ ba sau thất bại trước Biden. Theo Carr, Tổng thống Trump đã nói với Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa Ronald McDaniel về những lời nói dối và Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ tích cực tham gia với Đảng Cộng Hòa và không có ý định lập một đảng phái nào khác. Đối với Donald Trump, không phải đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa mà là người Mỹ và đất nước Mỹ là trên hết. Bằng chứng tố cáo FBI, Bộ Tư pháp Mỹ sử dụng công cụ chống khủng bố đối với các bậc phụ huynh. Thưa quý vị, một người tố cáo giấu tên đã tiết lộ các tài liệu cho thấy FBI đang sử dụng các nguồn lực chống khủng bố của mình để điều tra các vị phụ huynh hoặc cá nhân đe dọa các thành viên hội đồng nhà trường, giáo viên hoặc nhân viên khác tại Mỹ. Theo một bức thư được gửi bởi Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ hôm ngày 16 tháng 11, thư từ đảng Cộng Hòa bao gồm các bản sao của các tài liệu được cho là có nguồn gốc từ người tố cáo FBI. Trong số này, có email được gửi bởi ông Carton Peoples, người phục vụ trong phòng thanh tra của FBI. Email này cho biết phòng chống khủng bố và tội phạm đã tạo một thẻ đe dọa Edu Officials để theo dõi các trường hợp đe dọa liên quan. Edu Officials có thể là từ viết tắt cho cụm từ Education Officials, chỉ các quan chức giáo dục. Trong đó, email viết rõ rằng Chúng tôi yêu cầu các văn phòng của các vị áp dụng thẻ đe dọa cho các cuộc điều tra và đánh giá về các mối đe dọa đặc biệt nhắm vào các ban giám hiệu nhà trường, thành viên hội đồng quản trị, giáo viên và nhân viên. Email này được ký bởi trợ lý giám đốc bộ phận chống khủng bố Timothy Lankin và sau đó là trợ lý giám đốc bộ phận tội phạm là ông Calvin Shivers. Trong lá thư của mình hôm ngày 16 tháng 11, Ủy ban Tư pháp Đảng Cộng hòa cho biết, Tổng chưởng lý Hoa Kỳ là ông Merrick Garland đã làm chứng trước Hội đồng Hạ viện rằng FBI và Bộ Tư pháp Mỹ không sử dụng các nguồn lực chống khủng bố để nhắm vào các mối đe dọa chống lại các thành viên Hội đồng nhà trường. Tuy nhiên, họ lập luận tài liệu mới được công bố đã bác bỏ các tuyên bố của ông Garland. Trao đổi với hãng tin Wall Street Journal hôm ngày 16 tháng 11, phía FBI cho biết, FBI chưa bao giờ tham gia vào quá trình của việc điều tra những phụ huynh ra mặt phản đối hoặc kiểm soát các bài phát biểu tại cuộc họp của hội đồng trường và chúng tôi sẽ không bắt đầu ngay bây giờ chúng tôi hoàn toàn cam kết duy trì và bảo vệ các quyền của tù chính án thứ nhất, bao gồm quyền tự do ngôn luận. Theo các thành viên tư pháp thuộc Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, tiết lộ của người tố cáo FBI là bằng chứng cho thấy cơ quan hành pháp liên bang Mỹ đã sử dụng các nguồn lực chống khủng bố theo lệnh của một nhóm lợi ích đặc biệt cánh tả để truy tìm phụ huynh. Nhận định này đề cập đến một bức thư được gửi bởi Hiệp hội Hội đồng Quản trị Trường học Quốc gia Hoa Kỳ vài tuần trước, trong đó có so sánh các bậc phụ huynh mang mối lo ngại về chương trình giảng dạy ở trường học với những kẻ khủng bố tại nội địa Mỹ. Bức thư này cũng nói thêm rằng FBI và các cơ quan liên bang nên sử dụng đạo luật Patriot và các công cụ khác để theo dõi cha mẹ học sinh. Sau khi bức thư đầu tiên được gửi bởi Hiệp hội các trường học quốc gia Hoa Kỳ, Tổng chức lý Gerlin đã ban hành một biên bản ghi chú chỉ đạo FBI giải quyết các cáo buộc gia tăng quấy rối, đe dọa và đe dọa bạo lực và tạo ra các đường dây liên lạc chuyên dụng để báo cáo về mối đe dọa về vấn đề này. Nhưng vào ngày 23 tháng 10, nhóm hội đồng nhà trường đã đưa ra lời xin lỗi tới Nhà Trắng về ngôn ngữ có trong thư. Giờ đây, tiết lộ của người tố cáo FBI đặt câu hỏi về tính chính xác và đầy đủ trong lời khai của ông Kellen trước Hội đồng Tư pháp Hạ viện Mỹ vào tháng trước. Bức thư từ Ủy ban Tư pháp của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện viết, nếu ông biết các hành động của FBI vào thời điểm lấy lời khai của ông, tài liệu mới cho thấy rằng ông đã cố tình đánh lừa ủy ban về việc bộ tư pháp sử dụng các công cụ chống khủng bố để nhắm mục tiêu vào các bậc cha mẹ học sinh. Trong phiên điều trần của ủy ban tư pháp hạ viện, tổng chưởng lý Garland bác bỏ các buộc rằng cơ quan của ông sẽ gắn cho các bậc cha mẹ liên quan là những kẻ khủng bố trong nước. Bộ Tư pháp ủng hộ và bảo vệ quyền của tu chính án thứ nhất của các bậc cha mẹ được phàn nàn một cách nặng nề như họ muốn về việc giáo dục con cái của họ về chương trình giảng dạy trong trường học, ông nói với các nhà lập pháp vào ngày 21 tháng 10. Ông Galen cũng cho rằng đảng Cộng hòa đã hiểu sai bản ghi chú của ông. Ông cho biết nó chỉ liên quan đến các mối đe dọa bạo lực nhằm vào các nhân viên và giáo viên của trường. Tổng chứng lý Hoa Kỳ nêu rõ, đây không phải là về những gì xảy ra trong các cuộc họp hội đồng trường, đó chỉ là về các mối đe dọa bạo lực và bạo lực nhằm vào các cán bộ, nhân viên nhà trường và giáo viên. Sau khi Hiệp hội Hội đồng Quản trị Trường học Quốc gia Hoa Kỳ ban bố bức thư đầu tiên, hàng chục hội đồng trường học trên khắp nước Mỹ đã cắt đứt quan hệ với nhóm này. Hôm ngày 15 tháng 11, Hiệp hội Hội đồng Quản trị Trường học Kentucky cho biết, các thành viên của họ đã bỏ phiếu để rút lại tư cách thành viên của họ. FBI và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ phía The Times. Thưa quý vị và thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp được phát sóng trên kênh Little Saigon News.